Đi vào bài học ngày hôm nay thì thầy có những cái yêu cầu của bài học như sau. Một là ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Hai, vào lớp đúng giờ. Và thứ ba là tắt micro, nếu có ý kiến thì sẽ giơ cái bàn tay lên để báo hiệu. Bốn, hoàn thành bài tập khi giáo viên yêu cầu. Nội dung của bài học ngày hôm nay: một là ôn hai động tác vươn thở và động tác tay, hai là học động tác chân. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì thầy có một số các yêu cầu chúng ta cần phải đạt được sau khi học xong bài học này. Một là biết thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác, biết tự điều khiển để thực hiện động tác. Hai, biết thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi tập để đảm bảo an toàn trong tập luyện. 3. Có ý thức tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Mục tiêu của bài học: 1. Phẩm chất chăm chỉ, học sinh tích cực trong tập luyện. 2. Năng lực chung, tự chủ và tự học. Nghiên cứu bài học thêm qua tranh ảnh, clip, hợp tác cùng giáo viên. Năng lực đặc thù, học sinh tự thực hiện đúng nhịp, đúng phương hướng và biên độ của động tác, biết quan sát tranh, tự khám phá bài học và quan sát động tác qua cái clip làm mẫu của giáo viên. Biết thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi tập để đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cái hoạt động đầu tiên, đó là khởi động. Sau đây cả lớp cùng thực hiện với thầy bài khởi động. Đầu tiên là khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay khớp vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xoay khớp khuỷu tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xoay cổ tay kết hợp của chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xoay khớp hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xoay khớp gối, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại động tác đầu tiên, đó là động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung. Thì các con sẽ quan sát qua clip của thầy và các con. Bài thể dục phát triển chung, động tác thứ nhất vươn thở, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, hai tay song song, lòng bàn tay úp. 2, vỗ trên cao. 3, hai tay sang ngang. 4, trở về tư thế nghiêm. 5, 6, 7, 8.
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. Động tác chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, nhóm gót, hai tay sang ngang, hai khuỷu gối gõ trước mặt, 3, giống như tư thế 1, 4, 5, 6,